Buddhasa Namo Tassa Bhagavato Samma Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Samma Sambuddhasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thưa cố ý lễ bái Tam Bảo một cách tốt nhất, cầu xin nỗ lực Tam Bảo hãy gia hộ cho toàn thể chư đại đức tăng cùng tất cả chư Phật tử hiện diện luôn được gia tăng năm điều kiết tường là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ sáng suốt, cũng như thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian nghe pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức trụ trì, kính thưa toàn thể các vị tu nữ, tín nữ, các vị cư sĩ hiện diện, lại một lần nữa chúng tôi có dịp thuyết pháp ở siêu lý này. Tính ra thì bữa nay là thời pháp thứ ba kể từ đầu xuân 95. Hôm chiều nay đại đức giác giới có lẽ vào giờ này đại đức đang có mặt và đang thuyết pháp ở vừa vừa qua, và do đó cái thời pháp chiều này đại đức giao gọi riêng cho chúng tôi. Kính thưa quý vị, có lẽ các vị Phật tử ở đây nghe pháp nhiều, mỗi lần mà thỉnh pháp sư xong á, đọc câu cuối cùng của cái bài thỉnh á, thì các vị vẫn hơi thắc mắc, không biết mình còn cái gì để phải nghe nữa. Và thật tình đối với các vị pháp sư cũng vậy đó, khi mà nghe mà cái chỗ mà trí vẹn toàn á, thì hầu hết là các vị bị bối rối là biết mình phải nói cái gì. Nó vì nhiều lẽ thứ nhất là biết bữa nay thính chúng được bao nhiêu người để mà mình nói. Thứ hai là những người đó là những hạng người như thế nào để mà mình nói. Và điều thứ ba, tâm sinh lý, thể trạng, não trạng của mình lúc trên pháp tòa ra sao để mà mình có thể nói. Và tất cả những cái đó nó quy định cái nội dung đề tài của thầy pháp. Thì với cái số thính chúng hôm nay, về là cả phẩm lẫn chất, tự nhiên cho chúng tôi một cái cảm hứng mới vô cùng. Chúng ta quá đông, ngoại trừ cư sĩ ra thì cái số còn lại không được 20, mà hầu hết là thân quyến trong một gia đình thì phải. Tuy vậy thì chúng tôi vẫn cố gắng trân trọng xem tất cả các vị Phật tử là những thính giả như hàng ngàn người trước mặt chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng. Kính thưa quý vị, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, ở phần Pháp Ba Chi ấy, có một lần đó có một du sĩ ngoại đạo đi đến hỏi Đức Phật, hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng là: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, cái người mà đến cái giáo pháp của Đức Phật á, cái gì khó làm nhất? Thì Ngài Xá Lợi Phất là lúc đó Ngài trả lời thế này: này hiền giả, du sĩ, cái việc khó trước nhất khi bước vào ngưỡng cửa của giáo pháp Như Lai chính là cái việc xuất gia. Bởi vì á, ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm là mình đi chùa mà đi theo cái tập tục truyền thống đó, nó đã là một cái chuyện khó rồi, bởi vì theo cái thống kê chung của nhà nước đó, thì khoảng ít nhất 70% dân số Việt Nam mình là dân đạo Phật ấy, vậy mà không mấy người có mặt ở chùa vào những ngày pháp lệ của cả Bắc Tông, Nam Tông hay là Khất Sĩ. Một năm như vậy đó thì nhiều lắm là họ chỉ đi được 2-3 kỳ. Mấy cái kỳ lễ lớn như rằm tháng 10, rằm tháng 7 cúng Cô Hồ, rồi hoặc là ngày cúng sao rằm tháng Giêng, thế này chỉ chừng đó thôi. Vì đó đã là việc khó. Mà cái việc khó nữa đó là đi vào chùa mà lại biết học pháp, biết nghe pháp thì lại càng khó hơn. Rồi cái khó nữa là nghe pháp mà ráng hiểu pháp, rồi ráng nhớ những gì mình hiểu, rồi ráng làm cho đúng cái bổn phận cư sĩ của mình, thì đó lại còn khó nữa.
Và cái bước sau cùng là chúng ta từ bỏ tất cả mọi thứ, những gì mình có. Quý vị đừng có nghĩ rằng một cái người có một cái gia thế tầm thường lại có thể đi xuất gia một cách dễ dàng đâu nhé. Không phải vậy. Vì lát nữa chúng tôi sẽ giải thích cái điều này. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nói cái việc làm khó nhất đầu tiên khi bước vào ngưỡng cửa của giáo pháp Đức Như Lai chính là cái việc xuất gia. Rồi các ông hỏi tiếp theo cái việc xuất gia, cái việc gì khó thứ hai, thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là sau khi xuất gia rồi, cái việc mà mình thỏa thích được trong cái đời sống xuất gia đó, nó là một điều cực kỳ khó khăn. Rồi các ngư sĩ ông nói, ông hỏi thêm, ông nói thưa tôn giả, mà giả sử như tôi đã đi xuất gia rồi tôi cũng hoan hỷ trong cái đời sống xuất gia, vậy thì còn cái việc gì khó nữa không? Thì trong kinh mới nói là lúc đó Ngài Xá Lợi Phất trả lời nói còn chứ, xuất gia rồi hoan hỷ với cái màu áo sa môn xuất gia của mình rồi, vì ấy còn một cái việc khó khăn khác phải làm, đó là thực hiện trọn vẹn cái bổn phận của người xuất gia, đó là thực hành giáo pháp theo đúng cái giới phẩm của mình. Thì lúc đó ông du sĩ ông hỏi một câu cuối cùng, thưa tôn giả, nếu một người hành đúng, tu đúng theo với giáo pháp Đức Phật thì cái đời cái sự chứng đắc đạo quả có khó khăn lắm hay không, và có phải mất nhiều thời giờ lắm hay không? Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất thì nói, này hiền giả du sĩ, nếu vẽ tu đúng hành đúng nhờ hiểu đúng thì cái chuyện mà chứng đắc đạo quả sẽ không khó khăn và sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Bây giờ trước nhất là chúng tôi giới thiệu về cái nội dung của tòa pháp chiều này, tức là chúng tôi sẽ phân tích cái những cái câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất, tại sao Ngài trả lời như vậy. Thì vấn đề thứ nhất đó là vấn đề xuất gia. Quý vị có biết Đức Phật Ngài nói rằng ở trên đời này có nhiều cái khó, cái khó được sinh làm người, rồi làm người khó được sống lâu, rồi nếu mà sống lâu rồi đó thì khó làm người, khó mà được gặp Đức Phật chánh đẳng giác. Còn nếu không có cơ may gặp Phật chánh đẳng giác thì cũng khó mà có cái cơ hội gặp được chánh pháp. Mà nếu không gặp Phật cũng không gặp chánh pháp thì cũng có nhiều người tuy đã gặp được chánh pháp rồi nhưng mà cũng khó mà có được cái đời sống xuất gia. Khó lắm quý vị, cực kỳ khó khăn. Thì chuyện này trước hết chúng tôi sẽ nói về cái vấn đề đó. Cái vấn đề mà chúng tôi cảm thấy cần phải mổ xẻ trước mắt của cái chi pháp đầu tiên này chính là vấn đề cảm thọ. Có lẽ là chúng tôi đã nói đến vấn đề cảm thọ trong cái quá trình tu chứng của người Phật tử không ít lần, cũng khá nhiều lần rồi, rằng là cái đời sống của chúng ta từ bé cho đến khi chết, đến khi nằm xuống á, là một cái quá trình của tất cả cảm thọ. Nói rộng á thì cuộc đời của chúng ta có năm, gồm có năm cảm thọ thôi: khổ, lạc, hỷ, ưu, xả. Còn nếu mà nói gọn á hơn thì chỉ có ba: khổ, lạc và xả. Nhưng mà nếu mà nói gọn nữa thì chỉ còn có hai thôi, đó là thân thọ và tâm thọ. Thì nếu nói cho cùng thì toàn bộ đời sống của chúng ta từ lúc còn ở trong nôi đỏ hòn cho đến lúc trưởng thành lớn lên, đi vào đời có sự nghiệp, rồi trở thành ông cụ bà lão, rồi nằm xuống trong cái quan tài, thì trong suốt chừng đó cái thời gian ấy, thì đời sống của chúng ta chẳng qua chỉ là một sự ghép nối triền miên của những cảm thọ buồn vui, có khi buồn, có khi vui, có khi tẻ nhạt, có gì hết. Chúng tôi trở lại vấn đề tại sao Ngài Xá Lợi Phất nói xuất gia là khó. Trong kinh có kể là cái giai thoại thế này nè, là trong cái đất của mình ấy, có tất cả là năm vị Phật, năm Đức Phật chánh đẳng giác. Thì cái vị Phật đầu tiên ấy,
là Phật Các Cú Sanh Thá, Tào Âm là Cù Lưu Tôn, Phật thứ hai là Phật Cô Na Gấm Anh Á, Tào Âm là Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật thứ ba là Phật Cát Sa Pá, Tào Âm là Ca Diếp, rồi Phật thứ tư tức là Sắc Giá Mâu Ni, Tào Âm là Bộ Thích Ca Mâu Ni, hoặc là có nơi âm là Thích Ca Văn. Thích Ca Văn. Và Phật, cái Đức Phật Chánh Đẳng Giác cuối cùng của trái đất này sẽ giáng sanh sau khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca không còn nữa, thì đó là Đức Phật Ariya Maitreya, tức là Phật Di Lạc. Thì cái Đức Phật đầu tiên đó, trong kinh nói lúc bây giờ tuổi thọ chúng sinh đó, sống nhiều lắm, không phải như chúng ta hôm nay mà sống được chừng 70 tuổi đã là mừng. Bởi vì nhà thơ Đỗ Phủ của Trung Hoa cũng nói: nhân sinh thất thập cổ lai hy, tự ngàn xưa người có người mà sống được 70 đã là một điều hiếm. Nhưng mà đời Phật Các Cú Sanh Thá đó, con người sống đến 40.000 tuổi là quý vị. Rồi cái đời Phật thứ hai sống đến 30.000 tuổi, cái đời Phật Ca Diếp sống 20.000 tuổi, đến cái đời Phật Thích Ca mà nó con người chỉ còn 100 tuổi thôi. Và cho đến hôm nay thì theo cái thống kê của các nhà xã hội học, nhân loại học trên thế giới, cái tuổi thọ trung bình của con người chỉ còn khoảng 70 hoặc 75 là tính điểm trung bình, tính mức trung bình. Thì trong kinh nói lúc bây giờ ngày Mục Kiền Liên ấy, tức là đệ tử tay trái của Đức Phật Thích Ca mình, ngày sanh làm một vị ác ma thiên tử, tức là giống như, tức là cái cương vị và cái vai trò, cái oai lực tương đương với cái ma vương mà phá Đức Phật Thích Ca mình vậy đó, không thua không kém. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Cú Sanh Thá hoằng dương quá là thành công. Ác ma thì theo cái truyền thống muôn thuở thì ác ma rất ghét cái người mà tu hành, rất ghét cái người mà đắc pháp, và càng ghét hơn nữa là cả người hoằng dương chánh pháp. Cho nên cái Phật ở đâu, đệ tử Phật ở đâu thì ma vương ở đó. Đó là một cái quy luật tất yếu, một cái quy luật muôn đời. Phật đâu ma đó mà, đó là cái luật. Cho nên ở đâu mà chúng ta thấy có Phật thì chúng ta phải hiểu ở đâu có ma, và ở đâu có ma thì những sứ giả Như Lai thay thế cho Phật sẽ có mặt ở đó. Thì lúc bấy giờ ngày Mục Kiền Liên, ngày là một ác ma thiên tử, ngày thấy Đức Phật Các Cú Sanh Thá độ quá nhiều Phật tử, liều đệ tử, ngày lúc đó ngày bất mãn. Trong kinh nói ngày mới dùng thần thông, ngày mới hiện xuất, ngày mới biến ra một cái vị sa di nhỏ 7 tuổi thôi mà mặt mày khôi ngô dễ thương, đẹp trai, tiếng nói lanh lảnh như chuông, mà thuyết pháp vi diệu thù thắng, ý nghĩa tuyệt vời, ngồi trên không trung mà thuyết pháp giữa một cái thành phố lớn như vậy. Thì trong kinh nói dân chúng họ thích lắm, họ thấy ông sư đã dễ thương rồi, mà thêm cái nữa là ông có cái nghề đó, cái khả năng thần lực ngồi trên hư không mà thuyết pháp. Như tôi bây giờ chỉ cần mà tôi nhấc lên khỏi cái bàn này khoảng chừng 2 tấc thôi là quý vị bỏ nhà theo tôi biết mà. Tiếc là cái mông tôi vẫn còn dính ở pháp tòa. Thì lúc tới giờ cái người ta mới, tất cả các cái tôn phái khác họ bỏ đạo hết, họ kéo nhau lũ lượt trở về quy y với đạo Phật, trở thành những Phật tử. Thậm chí có những người không hiểu gì hết về đạo Phật, họ vẫn làm những Phật tử, ít nhất cũng là những Phật tử trên danh nghĩa, trên hành mặt hành chánh, giống như đại đa số Phật tử Vĩnh Long mình vậy đó. Thì lúc bấy giờ đại khái là Phật giáo quá mạnh, Phật tử cúng dường quá nhiều, cúng dường quá nhiều, thì chứ đang được thấy là Phật tử họ cúng dường, họ tôn vinh thôi thì cứ là sáng trai tăng chiều thuyết pháp, cứ vận dụng thì cốc nào cốc nấy nó đầy ắp, xài không hết. Rồi họ cứ thỉnh riết rồi cái thôi tính nữ ra vào thế là tấp nập. Mà bây giờ chùa mình le que là mấy sư đã mệt rồi, còn cái thời đó là nó ra vô cho nó như nước lũ, phải không? Ngựa xe như nước, áo quần như nêm, cái mấy sư cũng không có tu được, tu không được.
Ông cứ tối ngày cứ ông cô rồi tiếp khách, rồi cái giảng đạo riêng, rồi kiểu thuyết pháp giảng đáp, thầy một thầy một trò, một thầy một trò, một thầy một trò. Mà quý vị tưởng tượng cả một cái giáo hội mà như vậy thì nó còn ra cái hệ thống gì nữa hả? Ác ma thấy rất là ưng ý, cái chiêu của mình tung ra quá là tuyệt vời, quá là thành công. Lúc đó Đức Phật các cuốn sinh thái người mới họp với Tăng lại, người mới nói: này các tỳ kheo, hãy chánh niệm tỉnh giác, tất cả những danh những lời trước mặt các ngươi chỉ là phù du ảo ảnh, cũng sớm một chiều nó sẽ hết, sẽ chấm dứt. Như lai tuyên bố như vậy, đó là ác ma phá các ngươi. Thì với cái lời dạy và cái lời cảnh tỉnh của Đức Phật như vậy thì các vị tỳ kheo có một số tỉnh thức, rút vào rừng, từ chối tất cả, bỏ lại sau lưng mọi cái thứ phù phiếm. Số này tính ra của họ cũng không được bao nhiêu, mà đại khái cũng đông, ví dụ nhờ lớn lá dày cơm mà này dày cơm nhờ lớn lá. Thì ác ma lúc đó thấy còn số ông tu, ác ma chưa hả dạ. Ác ma mới kỳ này làm một cái cách khác để phá đạo Phật, là lần này ác ma mới biến hiện ra rất nhiều vị tỳ kheo sa di, tỳ kheo ni khắp các ngã đường hết, đi tùm lum hết. Rồi có những vị tỳ kheo, có những vị sa di tay thì cặp cái chai rượu, một tay thì cầm con khô điên ngất nga ngất ngưỡng, rồi hò hát tùm lum. Còn tỳ kheo ni thì y áo hở hang xốc xếch ha. Còn sa di ni, sa di nhỏ nhỏ thì chạy lững tững đùa giỡn ngoài đường, bất kể hệ thống là gì hết. Mà tất cả những cái hình đó là đều do ác ma quá hiện ra. Thì trước đây người ta thần tượng đạo Phật bao nhiêu, thì hôm nay người ta chán Phật đạo Phật bấy nhiêu. Quý vị tưởng tượng như vậy nó còn ra cái gì nữa. Tu nữ ra đường, tôi ví dụ nha, áo quần hở hang, áo khoét cổ trái tim thật là sâu, xe đạp chạy lách qua lòn lợi, đeo nhẫn mắt kiến mát, mang dép da, hồ sa di mang kiến mát, mang dèm y xoa hoặc là tà ru, đi đứng quẹo qua quẹo lại sai xỉn, tay cầm cái lon đi ngoài đường, lon bia hoặc là chai bia, đâu có gì nghĩ sao hả? Có gì nghĩ cái phản ứng của quần chúng đối với đạo Phật lúc đó ra sao? Cứ tự nhiên là họ bỏ đạo Phật thôi, bỏ đạo Phật. Thì trước đây họ cúng bao nhiêu, họ khen bao nhiêu, thì hôm nay họ chửi bấy nhiêu. Chỉ tiếc là họ không đòi lại được thôi, chứ họ chửi tan nát. Họ nguyên rủa cái đám đầu trọc, cái đám thì chùa, chửi tan nát. Chứ Đăng Đi Bác bị người ta ném đá, người ta chửi trước mặt cũng có, chửi sau lưng cũng có, chửi thầm thì chửi lớn tiếng. Và cái đời sống của chú Đăng, cái vị nào ham danh ham lợi thì trước đây đã bị ngã gục một mớ, rồi bây giờ cái vị nào thiếu kham nhẫn lại bị ngã gục thêm một mớ nữa. Lúc bây giờ Đức Phật mới họp với Tăng lại, ngài nói: này các tỳ kheo, tất cả những thử thách cay đắng mà các ngươi đang chịu bây giờ tiếp tục là những ảo ảnh phù du mà ác ma hiện ra thử các ngươi, phá các ngươi đó thôi. Chúng tôi trả lời vấn đề ở trong cuộc sống, chúng tôi nhắc lại, chúng ta từ bé cho đến khi lớn lên rồi chết, cuộc đời chúng ta chỉ là một chuỗi dài của những cảm thọ, khi vui khi buồn. Chúng ta có một lúc nào đó tìm một chút niềm tin, một chút trí tuệ, chúng ta chấp nhận cái đời sống xuất gia. Nhưng phải nói cái đời sống xuất gia có một số người đó, khi chúng tôi ra đường đi xe, họ nói rằng: trời ơi, thầy còn trẻ quá, ốm yếu bệnh hoạn tôi sẽ về ở nhà để mà gia đình lo cho thầy, tu về rồi sống thọ người dân không hả thầy, để sớm hôm bệnh hoạn ai lo. Có người thấy họ tưởng tượng là cái đời tu là một cái đời sống tù đài nhục nhằn đau khổ lắm. Rồi có những người họ nói: tôi tiếc tại tôi lỡ có vợ có con, chúng tôi tu được với thầy sướng biết nhiêu, ăn ở không có người nuôi sẵn, muốn đi học người học, muốn đi chơi người chơi, làm cái làm, vì coi khốn nạn không, tức là cũng một mình thôi, cũng cái chọc lóc này thôi, nhưng mà có người thì nói vậy, người thì nói thế khác.
mà họ đều đúng chứ không phải là sai đâu. Họ đúng chứ, chứ không phải sai. Nhưng mà không phải đúng hoàn toàn, mà cũng không phải sai hoàn toàn. Chúng ta liệu một ngày nào đó khi mà cái chùa Xíu Lý này trở thành một cái danh tự, một cái thắng cảnh của cái đất Vĩnh Long nói riêng và toàn quốc nói chung, khi mà ở đằng sau chùa mua thêm đất, có cất những cái dãy ni viện, thiền viện, những cái học viện lớn, rồi có những vị chư, những cái vị giáo siêu giỏi bên nước ngoài về ở thành phố xuống và dạy học, lúc đó tu nữ và chư tăng tu học có điều kiện kinh tế vật chất ha, rồi có điều kiện khách khứa ha, có điều kiện du học vân vân và vân vân, thì chúng ta nghĩ rằng nếu mà lúc đó đó thì chư tăng và phật tử rồi tu nữ của mình á, có giữ được cái tấm lòng của chúng ta hôm nay hay không? Một cái. Rồi một cái vấn đề nữa, liệu một ngày nào đó đại đức trụ trì và đại đức giác giới nằm xuống nha, nằm xuống, chùa không có người kế thừa, chùa không có người kế thừa, rồi cũng có qua một cái biến cố xã hội, một cái biến cố chính trị nào đó, phật tử vơi đi, hao đi, không có người mới, mà người cũ thì mất dần, hoang vắng, chúng ta là một trong những người còn lại sau cùng, pháp lệ không còn được duy trì nữa. Mỗi kỳ đến le hoe năm ba người, một ông pháp sư mình mẩy ốm nhách ghẻ lát lung tung, mà ăn nói lộng ngộng phiều phào bập bẹ, liệu lúc trước đó chúng ta có còn giữ được cái chùa nữa hay không? Chưa chắc đâu quý vị, chưa đâu. Đi chùa là phải lựa cái chùa lớn, chùa to phật lớn nhiều đệ tử, chứ còn một cái chùa nhỏ mà rách rưới, mấy ông sư tèm lem tốt ruốc đi nó cũng quải lắm. Bởi vì chùa như vậy đó chứng tỏ là Phật không có linh, Phật không có linh, chùa nó mới vậy chứ, thấy chưa? Tại sao ở Sài Gòn những cái chùa càng dài đã giàu thì càng giàu thêm, mà ở thông quê thì những chùa càng nghèo nữa thì càng mau sẹp luôn. Lý do là người ta đi chùa đó, trước mắt người ta thấy rằng cái chùa nào đại đức nhiều á, Phật to, chùa lớn, người ta tin cái chùa đó. Lý do là nếu chùa này ông sư không có tài, không có đức, cái chùa này ông Phật không có linh, thần thánh ma quỷ linh long thần hộ pháp ở trong chùa mà không có mà linh hiển, thì tại sao mà chùa được như vậy? Thế là quần chúng kéo nhau đi chùa. Đó là một cái thử thách rất lớn của người xuất gia, đó là một cái cạm bẫy về lạc thọ, rồi có cạm bẫy, còn cái cạm bẫy về khổ thọ. Tức là khi mà cái đời sống của chúng ta bị đối diện bởi quá nhiều thử thách, thì lúc đó đời sống tu hành lại tiếp tục bị va chạm bởi một cái khó khăn khác. Khi mà mỗi bữa cơm dọn lên, năm ba người đồng phẩm hạnh nhìn nhau, cơm thì thôi cát đá sỏi sạn lục cục đòn hòn, năm ba con khô mà rớt xuống đất kêu cầm cọp, chó nó không dám ăn ha. Rồi nước tương thì không ra nước tương, nước mắm thì không ra nước mắm, mà tối ngủ thì nhà lá gió thổi nghe kẻo kẹt, khuya khuya mưa nó dột, rồi nghe tiếng chó hàng xóm sủa mưa mơ hồ vu vơ đâu đó, rồi mình nằm một mình. Mình nhớ lại gia đình hồi đó mình chưa tu á, thì giàu nghèo hay giàu cũng đâu đến nỗi như vậy. Đi tu rồi cạo trọc lóc, mình mẩy áo quần giá chằn giá đực, giật gấu giá dai, rồi trưa ăn cơm mà ăn không được, ngán quá ăn khô, ăn tàu hũ hoài ăn không vô, tối nó đâu. Rồi không đường không sữa, mà quanh năm rồi chỗ hẻo lánh phật tử không cúng dường, thì liệu khi đó chúng ta còn tu hành được nữa không quý vị? Chưa chắc đâu. Đó là một cái thử thách về khổ thọ. Và thế nào là thử thách về xả thọ? Thử thách về lạc thọ là tu sướng quá đó, tu không được, điều đó đúng. Mà khổ quá tu nó cũng không xong, điều đó cũng không sai. Nhưng mà xả thọ nó cũng là một cái vấn đề cho chúng ta. Khi mà đời sống chúng ta không có chuyện gì để làm hết, nó trở nên nhạt nhẽo vô vị, lúc đó chúng ta tạm gọi là không khéo mình đang đứng trước cái cạm bẫy của xả thọ đó. Quý vị biết không? Đôi khi chúng ta phải nói, chúng ta phải cảm ơn đau khổ. Là vì sao? Vì cái bản năng sinh tồn của chúng ta đối diện trước cái khổ, trước cái khó khăn, nhiều khi người ta lại có lấy nó làm cái đà, làm cái trớn, làm cái đòn bẩy để mà vươn lên, điều đó có. Hoặc là có những người ham học, hiếu tu, khi mà họ có điều kiện ấy, họ lại phát triển được. Nhưng mà đằng này nó có cái trường hợp là điều kiện thì không đủ,
không đủ để mà mình sống sướng. Mà cái mức độ khổ nó cũng không có đến mức để mà mình phải từ bỏ cái cuộc tu. Nó cũng chưa đủ, đủ để mà mình gọi đó là những thử thách, để mà tự hào rằng ta đây là một người có bản lãnh, có nghị lực. Thì nó chưa khổ đến cái mức đó. Tuy nhiên, một cái cuộc sống mà gọi theo từ ngữ của nhà nước á, là một cuộc sống không có lao động. Ở đây chúng tôi sử dụng cái từ lao động với tất cả định nghĩa rộng nhất của nó. Lao động ở đây có thể là lao động về thân hoặc lao động về tâm. Ở trên bên ngoài là lao động tinh thần hay là lao động về thể chất. Thì khi mà cái đầu óc chúng ta không có việc để làm, khi mà tay chân chúng ta không có việc để làm, thì lúc đó lập tức chúng ta bị rơi vào một cái trạng thái nhàm chán, buồn, nản, nhạt nhẽo, vô vị. Và đó lại là một cạm bẫy thứ ba của người xuất gia đó quý vị. Đó không phải chuyện dễ đâu. Quý vị hãy tưởng tượng đi, chùa Xứ Lý không có ai đến cúng dường hết, không có Phật tử ra vào, không có khách khứa. Thì như vậy là chùa Xứ Lý thoát được cái cạm bẫy thứ nhất về lạc thọ. Rồi chùa Xứ Lý cũng không có bị ai đập phá, cũng không bị chính quyền gầm khó dễ, thì cũng không ai thù oán với chư tăng. Thì như vậy chùa Xứ Lý tránh được cái cạm bẫy thứ hai, đó là cái cạm bẫy về khổ thọ. Tuy nhiên, quý vị hãy tưởng tượng, nếu trong suốt cả 6 tháng hoặc 1 năm trời mà trong chùa không có lớp học, mỗi tháng không có pháp lệ, mỗi buổi chiều không có tụng kinh, rồi chư tăng cũng không có sinh hoạt gì hết, mà nay muốn sống ra sao sao thì sống, muốn làm gì thì làm, ra vào cứ gặp cái chừng đó mà tắm rửa xong thì đến giờ ăn cơm, ăn cơm xong thì vô ngủ, ngủ xong dậy rồi đi tắm, tắm rồi ngủ, ngủ rồi thức, thức dậy đi tới nuôi xong rồi đi bài tiết vệ sinh trở vào ăn, ăn xong rồi đi ngủ, ngủ vậy đi tắm, tắm rồi cái đi vệ sinh, vệ sinh rồi bắt đầu đi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ rồi thức, thức rồi đi vệ sinh. Cứ tối ngày cứ có mặt ở nhà tắm rồi cái nhà cầu, cái sàn ở nhà ăn, chui về cốc, cốc ở nhà tắm, nhà cầu, nhà ăn, nguyên một cái vòng luân lưu bất tận như vậy và không có việc gì để mà làm hết. Thì quý vị hãy tưởng tượng giùm tôi đi, cái cuộc sống như vậy quý vị có chịu nổi không? Hoặc là cuộc sống của những cô gái mà ngày xưa họ gọi là khuê phòng kính cổng cao tường, quanh năm suốt tháng không có biết cái việc gì bên thế giới bên ngoài hết. Ngày xưa đó con gái không có cho học nhiều, bởi vì nó học nhiều chi, biết chữ nghĩa nhiều để mà đọc sách nhiều, đọc sách nhiều để mà đa tình, để mà lãng mạn, học năm ba chữ để đủ để mà viết thư cho chồng đi lính, năm ba chữ để mà lo kê to thuốc cho con, hoặc là năm ba chữ để mà biết viết sổ nợ cho gia đình vậy thôi. Ngày xưa con gái không có được học nhiều, thậm chí có những cái thế hệ mà con gái không biết chữ. Chuyện nó không có lạ đâu quý vị, đặc biệt là ở cái vùng miền Tây của chúng ta. Thì quý vị hãy tưởng tượng một cái nếp sống như vậy đó, cái kết quả thường xuyên xảy ra của nó là gì? Khi mà người ta về tinh thần không có gì để động não, về vật chất không có gì để lao động chân tay, thì lúc đó lập tức nhàn cư vi bất thiện, ở không thì làm chuyện bậy thôi. Ngạn ngữ Tây Ban Nha có nói thế này: con ruồi không bao giờ đậu trên cái nồi nước sôi, và rêu không bao giờ mọc được ở trên một cái hòn đá lăn suốt ngày. Quý vị nghe kịp không? Hả? Một cái đầu óc không có vận động, một cái tay chân không có vận động, một cái tay người mà tay chân không vận động thì họ ốm nhách, hãy nhìn chúng tôi. Và cái người mà đầu óc không vận động thì lâu ngày họ sẽ đâm ra nó chai sạn đi. Chẳng hạn quý vị ở đây có một số như vậy, bây giờ đang sửa soạn buồn ngủ rồi đó, thì nó không, lâu quá nó không có lao động trí óc, nó không có lao động, nó quen rồi, bây giờ nó bị tê liệt rồi. Bây giờ cứ nghe hoặc hỏi cái gì mà nó không khoái, cái nào mà cười không được, cái nào mà không giống cái tư tưởng tào lao của mình mà thường ngày đó, thì thôi mình quẹo cho nó khỏe. Nào nghe ta hỏi hướng thì mình dậy mình đi về, đại khái vậy. Cho nên cái chuyện mà khổ, cái khổ đó nó là một cạm bẫy vô cùng khó khăn cho chúng ta, nhất là trong đời sống tu hành. Cái lạc nó cũng là một cái cạm bẫy để chúng ta phải vượt qua, mà cái xả thọ nó lại cũng vẫn là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Chúng ta nhớ, sướng quá cũng sợ mà cũng đáng sợ, mà khổ quá cũng đáng sợ, mà cái đời sống tẻ nhạt vô vị cũng đáng sợ. Cho nên vậy thì kể từ giây phút này chúng ta hãy, nếu những người chưa xuất gia hãy hiểu điều đó, hoặc đã xuất gia thì càng nên hiểu điều đó, rằng là đừng bao giờ để mình là một cái nồi nước nguội mà tăng
để cho ruồi nó đậu. Mà cũng đừng bao giờ là một cái viên đá nằm chết một chỗ để cho rong nó bám, mà phải vận động thường xuyên, vận động thường xuyên. Chúng ta hãy chẳng hà làm một viên đá bên bờ biển cho sóng đánh, cho cát nó bào mòn, cuối cùng rồi thì nó mòn mất, tan vào lòng đại dương, còn đẹp hơn, được người ta nhặt về, người ta trân trọng hơn là chúng ta làm một viên đá nằm ở trong một cái hốc núi tăm tối, cuối cùng rong rêu bám đầy trên đó, và thiên hạ gặp mình họ chỉ ớn thôi, chứ họ mình không có xài được việc gì hết trơn, quý vị. Chỉ trừ ra trong cái viên ngọc, trong cái viên đá, khối đá nó có ngọc, mình ở đây còn lâu mới có ngọc, mới có. Cho nên đó là cái vấn đề khó nhất của người xuất gia. Mà chúng tôi còn nói đến đây, chúng tôi tạm nhắc lại một cái giai thoại ngụ ngôn mà chúng tôi nếu nhớ không lầm thì có một lần nào đó chúng tôi đã nhắc ở đây rồi, nhưng với một cái ý nghĩa khác, với một cái định nghĩa ẩn dụ khác. Và chiều nay thì chúng tôi sẽ nhắc lại cái câu chuyện ngụ ngôn đó với một cái ý nghĩa khác. Thì tôi trở lại vấn đề, tức là chúng ta đang đề cập, đang nói chuyện với nhau về cái đề tài cái khó của cái đời sống xuất gia, phải không? Thì cái khó đó nó nằm ở trong ba cái cảm thọ. Khổ cũng là khó tu, sướng quá cũng là khó tu, mà nhạt nhẽo cũng là khó tu. Thì chúng tôi kết thúc cái chi pháp nó bằng cái giai thoại ngụ ngôn thế này. Có lần đó, thần mặt trời và thần gió gặp nhau, thì cả hai đều là hai vị thần có nhiều oai lực ở trên trời. Ông thần mặt trời ông mới hỏi thần gió, ông hỏi giữa hai chúng ta ai tài giỏi hơn ai, ai phù phép hơn ai. Thần gió ông: tôi nói ngài đừng có buồn, chứ xưa giờ thì người ta sợ tôi hơn sợ ngài. Vì ngài thấy không, bão tố là do gió chứ đâu, còn mặt trời thì ngày nào nó cũng lên, mà có ai chết do mặt trời bao giờ? Quý vị nghe kịp không? Ông nói cũng có lý đó chứ. Như vậy tôi nghĩ rằng á, tôi mạnh hơn ngài. Tôi tiếc là tôi phải nói ra cái sự thật đó, nhưng mà vì ngài hỏi thì tôi phải nói thôi. Cũng cài chém trả lời cài chớm như vậy. Thì lúc đó thần mặt trời ổng cười, ổng nói thôi thì cũng được, cũng được đi. Nhưng mà bây giờ thế này nè, tôi thua tôi cũng chịu đó, nhưng mà mình không có thử, mình tôi không có chịu. Anh biết mình phải thi với nhau qua một lần nào đó rồi mình mới xác định rằng ai hơn ai chứ, ha. Cái ông thần gió nói được, tôi sẵn sàng có mặt trong tất cả các cuộc thi nào mà ngài muốn, bất cứ khi nào, ở đâu. Lúc đó thần mặt trời nó nhìn xuống cái cánh đồng buổi sớm, thấy một nông phu đang đứng cày ruộng, đang cày ruộng. Thì ông thần mặt trời nói nè: à, bác thần gió nè, bây giờ ở dưới ruộng đó có một ông nông phu đang đứng làm việc ở dưới đó. Bây giờ tôi với ngài, hai người coi ai mà làm rớt cái áo trên mình ông nông phu á, làm ai mà làm rớt được cái áo đó đó thì người đó giỏi. Cái thằng gió ông cười, nó trời ơi, ngài quên mất cái trơn rồi, chắc ngài già quá, ngài lú lẫn rồi. Cổ thụ trong rừng trong núi mà tôi còn nhổ tróc gốc, nhà cửa xóm làng tôi còn cuốn phăng đi được thì huống hồ với cái áo đó. Ngài coi nè. Ổng nói xong nó bắt đầu ổng dùng phép, ổng thổi gió càng lúc càng mạnh dần. Và cả một lúc sau thì cả một cánh đồng lạnh buốt, gió ào ào. Mà quý vị biết cái thói quen của chúng ta, khi càng lạnh thì chúng ta càng giữ chặt lấy cái áo. Cuối cùng thì ổng thằng gió ổng mỏi mệt lã cả người, mà cái áo càng lúc càng dính chặt vào cái người ông nông phu. Quý vị nghe kỹ vấn đề nha nha. Lúc đó ông thần gió ông mệt quá, ông nói thôi, tới khi ngày, mà ngày này cứ nên nhớ rằng chưa chắc ngày hơn được tư đâu nha. Lúc này đánh viên thần mặt trời, ông nói bây giờ á, ngày thu hồi cái gió ngày lại đi, ngày hãy trả lại cái không khí của cánh đồng như ban nãy đi. Thì lúc ông thần gió ông mới rút gió lại bình thường. Trên cánh đồng nó cũng là
lâu lâu cũng có một vài cơn gió nhẹ nhẹ đi qua thôi, bình thường không có gì hết. Rồi có thần mặt trời mới bắt đầu nhả nắng, nhả nắng, nhả nắng, nhả nắng, nhả nắng, nắng gắt dần, gắt dần, nắng lên cao một cái sào, hai cái sào, ba cái sào. Cuối cùng thì người nông phu hôm đầu còn cởi hai mái nút phía trên, từ 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 cái ông tháo cha nó cái áo dục cũng hơi trần cũng làm việc luôn à. Cũng hơi là của đó hai ông tao đấu nhau mà gặp ông nông phu chứ không phải gặp bà nông phu thì chắc ông thần mặt trời cũng chưa chắc thắng. Thì nó cũng giải hình, thì chúng ta trả lời vấn đề cái cuộc tu của chúng ta đôi lúc á, chúng ta vượt qua được cái cạm bẫy của sự cám dỗ giống như cái người nông phu mà vượt qua được cái sự tấn công của ông thần gió. Nhưng mà liệu chúng ta có chắc gì mà vượt qua được cái cạm bẫy của sự đau khổ như là thần mặt trời chẳng hạn nha. Thì ở đây chúng ta có thể ví dụ thần mặt trời á là ông thần là tượng trưng sự đau khổ, và thần gió tượng trưng cho cái sự hạnh phúc tức là lạc thọ. Và cái không khí buổi trưa hè ở thôn quê thì tôi tượng trưng cho cái xã thọ. Quý vị tưởng hãy tưởng tượng đi, buổi trưa giữa một cái thôn xóm vắng vẻ không có ai hết, con nít nó dắt nhau ra ngoài đồng nó thả diều hết, rồi chỉ còn là một mình chúng ta, một bà già ngồi giữa nhà nhai trầu bổm bẻm đưa võng kẹo kẹt, rồi xa xa vẫn lại cái tiếng đàn bà ru con ầu ơ dí dầu nha, rồi thỉnh thoảng có tiếng thằng lằn nó tặc lưỡi trên vách đó, rồi vắng hoe như vậy mà nhằm ở mùa hè đó thì phượng nó nở nó trổ đỏ hết cả một cái khu vườn sau nhà mình, rồi lúc nó ve bắt đầu nó kêu ra rã ra rã ra rã ra rã, lúc nó lạnh nhậm ra lạnh, nóng nhậm ra nóng, mát nhậm ra mát. Mà quý vị nghe chung quanh mình một cái âm thanh là tiếng ve mùa hè, rồi thỉnh thoảng là tiếng võng đưa, rồi cái tiếng gió lùa kẽ vách. Tôi bảo đảm chắc quý vị, không biết quý vị thì sao, chắc tôi lúc đó tôi nằm yên cũng được. Tôi phải bật dậy đi làm một cái gì đó, tối thiểu cũng là đi tìm một quyển sách để tôi đọc. Chứ bắt tôi nằm không mà tôi nhìn cái cảnh chắc tôi chịu không nổi quý vị. Chịu không nổi đâu. Đó là cảm bẫy của xạ thọ. Cho nên cuộc sống này chúng ta phải vượt qua được tất cả những cái khó khăn nhất của cuộc tu. Mà những cái khó khăn đó đó không hẳn nó đến từ những cái hình thức ghê gớm ồn ào náo nhiệt, mà có khi nó lại đến một cách lặng lẽ, êm đềm, kín đáo, thầm lặng, nhưng mà vô cùng nguy hiểm đối với cuộc tu của chúng ta. Cho nên cái vấn đề đầu tiên mà Ngài Sách Lập Phất Ngài trả lời trong Du Sĩ, cái chuyện khó nhất từ khi mà bước vào cái ngưỡng cửa giáo pháp này, tức là cái đời sống xuất gia, nó khó như vậy, chứ không phải dễ đâu. Rồi cái vấn đề thứ hai là Ngài Sách Lập Phất Ngài nói, sau khi xuất gia rồi, thỏa thích được trong cái đời sống xuất gia không phải là một chuyện dễ. Bây giờ tôi đang nói là đó là vấn đề này. Quý vị biết không, người ta làm cái gì cũng vậy hết á, cái nghề gì cũng vậy, nó cũng phải có một cái mà cái từ thông thường chúng ta vẫn nghe, vẫn biết, đó là yêu nghề. Yêu nghề. Chúng ta thấy có nhiều cái ông quanh năm suốt tháng không có vợ, không con, chỉ có trong tay 5-3 sào đất, rồi ông cứ cút đất. Tôi đã từng gặp những người như vậy, cút đất, cút tới trưa cái dân tự nuôi nấu cơm, rồi đến tối có những khi tranh thủ trăng lên rồi làm tới khuya, rồi ra quay giếng tắm, tắm xong vô có cái radio nhỏ đó quý vị, cái radio nhỏ này, cái vặn lên nó bắt đài nghe tin tức quật 5-3 bài cái lương rồi cái ngủ luôn. Rồi cái năm này qua tháng khác sống một mình, rồi trưa nắng chang chang vẫn làm một mình, lầm lũi như là một cái pho tượng không nói một lời nào hết. Cuộc sống cứ như vậy ngày này qua ngày khác, ngày khác, mà tại sao họ sống được? Là vì họ yêu nghề nhé, yêu nghề. Rồi có một lần khác khi chúng tôi còn đi học trên cái giảng đường của trường tổng hợp, nó rộng lắm quý vị. Thường khi thì ở các buổi, các lớp buổi khác á, thì các sinh viên gom lại có phải nói là nó càng đông á, thì cái vị giảng sư á, họ càng hăng. Nhưng mà có mấy nhiều bữa quý vị biết không, chính tôi mà tôi còn phải đâm ra ái ngại dùm cho cái vị giáo sư, nhất là nhầm những cái môn môn mà khó mà lại là môn dạy buổi chiều á, môn khó mà môn dễ chán á, giống như môn môn mà di vật biện chứng hay là lịch sử đảng chẳng hạn, hoặc kinh tế chính trị rồi, thì quý vị thấy tội lắm.
Ông giáo sư ổng tranh thủ ổng vô, ổng ăn mặc nghiêm chỉnh, thắt cà vạt, mang kính, mang dài, xách cặp táp, đi nghiêm túc. Ổng trang bị tất cả những cái đó, tôi nghĩ rằng ổng với hy vọng rằng sẽ nhiều người nhìn thấy mình. Và hôm nay mình sẽ chuẩn bị những ý, những cái câu đùa, những cái gì đó hay để mà đem lại cho các anh chị em sinh viên. Tôi không ngờ vào lớp á, kiểu lớp nó quá rộng, nó le que, năm ba mạng thì có một tên thì ngủ gục, có một tên thì cứ ngáp dài, ngáp vắn như là mấy ba đồng mà có, rồi sắp lên rồi đó. Rồi còn có một tên thì quẹo quá, rồi là hút thuốc lơ đễnh, có một tên thì cầm tờ báo coi. Vậy mà quý vị biết không, cái vị giáo sư đó, ổng dạy cho tôi một, ngoài cái bài giảng nó còn dạy cho tôi được một bài học mới, đó là yếu nghề. Ông gần như là ông không màng gì đến cái chuyện đó, cái thái độ đó của lớp học. Ông gần như cũng không chú ý. Ông vẫn giảng say mê, vẫn giảng thao thao bất tuyệt. Rồi ông vẫn dở cái giáo án ra hết cái cuốn này đến cái quyển khác. Ông tra cứu rồi ông nhíu mày, ông nhăn mặt. Rồi ông trình bày một cách say sưa, như là trước mặt ông đang có hàng ngàn thính giả khâm mộ ông. Mà thực ra nếu đến hôm đó đó, thì tôi phải nói rằng nếu tôi tính là cái người mà nghe ổng thì trong tất chắc trong đó chỉ không quá 10 người, mà trong cái số đó có tôi ha. Mà tôi nghe ổng một phần á là vì cái lịch sự, và vào trong đó mình không có nghe ngắn nghiêm chỉnh thì mất lịch sự, cho nên tôi đành phải cố gắng lắng nghe. Nhiều lúc muốn ngáp thấy bà nội là cũng ráng che để mà giấu ha. Cái thứ hai phải nói là vì cái lòng thương hại, bởi vì dù sao tôi chẳng đáng gì, nhưng mà tôi cũng đã từng là người đứng trên bục giảng cầm micro, tôi biết mà. Mình phải có cái lòng thương hại người ta một chút, đó là lòng nhân đó quý vị, làm ơn đừng ngán cho tôi thấy. Rồi cái thứ ba đó là tôi sợ rằng nếu mà tôi không có nghe đó thì tôi thi rớt môn đó thì sao. Nên vì ba cái nhân đó mà tôi đành phải làm một cái vị thính giả ái mộ bất đắc dĩ của vị giáo sư đó. Tuy nhiên khi mà tôi lăng lắng nghe ông nói thì lúc đó tôi mới nhận ra một bài học thứ hai, đó là cái yêu nghề hiếm có ở vị giáo sư. Chúng tôi trở lại vấn đề cái đời sống xuất gia, thực ra nó sẽ không mấy ngọt ngào, không mấy hấp dẫn, không mấy thú vị khi mà chúng ta chưa thực sự nhấm nháp thưởng thức đúng mức được cái hương vị của nó. Không ít lần chúng tôi vẫn nói ở cái chùa xử lý này rằng là cái cuộc tu của chúng ta nó cứ giống như là một cái chén cơm mẹ muối mè vậy đó quý vị. Chúng ta ăn thịt á, ăn cơm với thịt, ăn cơm với cá, chúng ta có thể nhai dối, nhai ẩu, nhai vội, nhai nhanh, nhai tốc hành. Nhưng mà khi mà ăn cơm hạt, ăn cơm muối mè đó, thì nếu quý vị ăn như vậy quý vị sẽ không thấy ngon. Đối với cá với thịt ăn ẩu, ăn nhanh á, ăn vội còn thấy ngon. Rồi đối với muối mè đó, muối thì nó mặn thì nó không có ngon lành gì rồi. Thì cái ngon duy nhất ở trong cái chén cơm mè là gì? Là những hạt mè. Mà muốn thưởng thức được từng hạt mè là sao? Chúng ta phải nhai thật kỹ, phải không quý vị? Phải nhai thật kỹ. Có nhai kỹ, thật kỹ chúng ta mới. Và đúng cái đừng có nói chuyện nhai thật kỹ rồi cái để ý nó cắn những cái bịch, nó vỡ ra cái chất dầu của nó tan trong miệng nghe nó thơm thơm. Rồi cái làm thêm miếng khác, cứ như vậy thì chúng ta sẽ ăn hết chén một cách ngon lành. Còn bằng như nếu mà chúng ta ăn vội ăn vã thì phải nói chén cơm mè nó cũng y chang như là cái chén cơm muối hả, chứ không khác gì hết trơn. Lý do là bởi vì cái hạt mè nó quá nhỏ, nó quá là tế vi, mà chúng ta ăn quá vội, hoặc cái răng chúng ta nó quá lớn so với cái hạt mè, cho nên nó không có gặm nhấm, nó không có thưởng thức, nó không có nhấm nháp đúng mức được cái hương vị của hạt mè. Cái đời sống xuất gia cũng như vậy. Cái đời sống xuất gia không phải một ngày một buổi, không phải bằng một thời pháp một năm ba cái buổi học mà đủ để cho chúng ta thưởng thức được cái hương vị của đời sống xuất gia đâu quý vị. Không phải vậy. Thích được đời sống xuất gia nó cũng gần giống như là một cái sự yêu nghề của một cái nghề nghiệp nào đó ngoài xã hội, gần giống như vậy. Quý vị tưởng tượng chúng ta có mái tóc, giấc trưa đi nó đỡ nắng phải không? Đó là một cái công dụng tối thiểu của mái tóc. Chúng ta đẩy cái này trụi lũi đi, làm trụi lũi đi. Rồi thay vì trước khi đi xuất gia đó, chúng ta có thể mang được rất nhiều thứ dài, rất nhiều kiểu dép. Rồi đi khi đi xuất gia rồi, chúng ta phải bỏ rất nhiều. Chúng ta chỉ mang được một số loại dép nào đó thật là giản dị thôi. Và khi xuất gia rồi, chúng ta chỉ được sử dụng một số loại vải nào đó thích hợp cho người tu thôi.
Và khi đi xuất gia rồi, chúng ta chỉ được quyền có mặt ở một số địa điểm nào đó thôi, chứ không phải ở nơi nào chúng ta muốn đến thì đến được. Tôi ví dụ nhé, ví dụ như có những cái khách sạn, chẳng hạn như ngoài Đà Lạt á, có những cái khách sạn mà người tu bước vào không thấy ngại, anh ấy chỉ có một cái quầy thu ngân, họ lấy cái chứng minh nhân dân của mình, rồi họ dắt mình đi, họ giao mình cái chìa khóa rồi mình đi. Nhưng nó có những khách sạn mà chúng ta nếu mà lỡ mà bước vào rồi á, từ lỡ chúng tôi có một lần nó vì quá kẹt cho nên chúng tôi đành phải chịu mặt chai mày đá mà tiếp tục đi sâu vào bên trong cái khách sạn đó. Tức là chúng tôi đi đến cái điểm nó quá trễ, chúng tôi xin phép giấu cái địa điểm đó bất tiện, bí mật quốc phòng. Thì đến là tối rồi, quý vị có biết là cái phòng, cái quầy thu ngân nó nằm ngay chỗ đèn màu và chệch về phía bên tay phải chúng tôi là cái gì quý vị biết không? Là một cái vũ trường đang sập sình ở đó. Mà khi chúng tôi trước khi bước vào cửa, chúng tôi đâu có ngờ rằng cái vũ trường nó nằm ở trong đó, giữa một khu phố. Chúng tôi cứ nghĩ là thì tôi hy vọng là cái tiếng sập sình là ở nơi khác chứ không phải là ở trong cái khách sạn mà mình bước vào. Mà đó là những cái bản nhạc mà để có thể nhảy được á, tango cha 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 rồi đó. Mà không ngờ khi tôi bước vào trong đó, chúng tôi thấy rõ ràng người ta cứ là cặp người ta nhó trong đó, nhảy nhó tùm lum đó. Mà bây giờ tôi trở ra giữa đêm tối, chứ lạ quên người biết đi về đâu. Mà thêm cái nó không phải đi một mình. Thế là chúng tôi cắn răng bước vào, đi đến nói chuyện với cái cô quầy thu ngân. Mở cổ thay vì người ta đó, gặp khách người ta mừng, ở đằng này cổ vừa nhìn tôi với cái vẻ hơi muốn mắc cười mà hơi ngạc nhiên, hơi ngại ngại. Rồi lát sau đó, khi mà hình như cũng nhận ra tôi mắc cỡ, cổ còn có thêm cái vẻ thương hại nữa. Và quý vị sẽ nói rằng, quý vị biết suốt đêm đó, trừ ra lúc ở trong phòng, những lúc mà phải bước ra ngoài thì đi lấy nước ở dưới lên, chúng tôi khổ như một người tù nhân vậy quý vị. Người ta dòm ngó từng bước chân của mình, nó dòm nhát mặt mình, tại sao ông chưa ngủ mà lại lọt vô được cái chỗ này. Và sau khi mà rời khách sạn đó rồi, chúng tôi còn biết được thêm một điều rùng rợn khác nữa, là cái khách sạn đó nó còn có một cái sẽ đến với chúng ta, làm bạn với chúng ta trong bất cứ hình thức nào mà chúng ta muốn. Thì sau đó, kể từ đó cho đến bây giờ cũng đã mấy năm rồi, và tôi lấy đó là một cái bài học, một cái kinh nghiệm tạm gọi là hơi sần sượng chút, để nhớ đời là khi bước vào một cái khách sạn, làm ơn ngó giùm phía trên xung quanh để khỏi phải quê. Và chúng tôi trở lại vấn đề xuất gia là phải yêu nghề làm sao, tức là nó khó là khó như vậy đó quý vị. Có những nơi mà chúng ta không thể nào đến được như là một người thế, mà có những món ăn chúng ta không thể ăn được như là người thế. Quý vị có tin là trong một thời gian rất lâu, khi còn ở Sài Gòn đi học, không dưới 5 năm trời chúng tôi chưa hề biết đến món ốc luộc, một món ăn hết sức là bình dân, quê mùa, rẻ tiền. Không dưới 5 năm trời tôi chưa từng được nếm một con ốc đắng, quý vị tin không? Bởi vì cái chỗ ở đó nó không có điều kiện để cho tôi ăn hết đó. Nó chỉ bán buổi chiều thôi, bán buổi chiều để có dân nhậu nó ăn, và giấc sáng thì nó không có bán hết đó. Rồi chúng ta không thấy tự tiện gặp những người hạng người mà trước đây nếu mà một người thế họ có thể gặp, nhưng mà bây giờ khi ở trong một hình thức xuất gia chúng ta không thể gặp được. Chẳng hạn như trong kinh Đức Phật nói thì tỳ kheo không được tiếp xúc những cái hạng phụ nữ mà đã bị xã hội gán cho một cái chức danh không mấy đẹp, không mấy sạch nào đó, chẳng hạn như kỹ nữ hoặc là ca sĩ vân vân và vân vân. Thì những cái loại người như vậy đó, vị hạng tu sĩ không được gặp. Hoặc là đối với các vị nữ tu thì những cái hạng thanh niên mà chơi bời trác tán, ăn nói ẩu tả, thiếu lịch sự, thiếu đứng đắn, thiếu lễ độ, mà chúng ta càng tiếp xúc lâu chừng nào thì cái uy tín chúng ta cũng sẽ vơi giảm theo cái tỷ lệ nghịch của cái thời gian đó. Vì hãy nhớ điều đó. Cho nên đi xuất gia rồi, trăm bề khó khăn,
làm con gái nếu đi lấy chồng chỉ làm dâu một họ, còn đi xuất gia bước vào cái dòng họ của họ, dòng họ thích này rồi làm dâu, ê xin lỗi, làm dâu mới cái máy mỏ một họ thôi, còn làm dâu trong nhà họ thích ra này đó thì nó thích trăm họ, bá gia quá tánh là quý vị, ai cũng có thể là cha chồng cha vợ của mình được, ai cũng có thể là mẹ chồng mẹ vợ của mình được, ai cũng có thể là em chồng em vợ của mình được, và nói chung là ai cũng có thể chửi vô đầu mình được, ai cũng có thể chửi chúng ta được, ai cũng có thể chửi chúng ta được, trong khi đó họ chưa chắc họ đã là những người nuôi chúng ta, chưa chắc, nhưng họ được quyền chửi chúng ta, và chúng ta bắt buộc phải lắng nghe và sửa đổi nếu những lời chửi đó là chính xác. Quý vị thấy không, cuộc tu nó không phải đơn giản đâu, cúng một tháng chưa chắc tháng nào cũng cúng, mà chửi hoặc là làm phiền gần như tháng nào cũng có. Quý vị đi xuất gia rồi cạo đầu trọc lóc rồi, cái chuyện cúng dường, cái chuyện tôn kính người khác đối với quý vị tôi không bảo đảm, nhưng cái chuyện mà người khác họ nói ra nói vào làm cho mình khổ tâm, cái chuyện đó tôi hứa bảo đảm 200%, chứ không thèm 100% mà 200%, tức là tôi phủ bì trường hợp mà 100% kia nó bị mất, nó lạc ở đâu, nó làm rớt ở đâu đó thì cũng còn là 100%, là đại khái như vậy. Và chính Đức Phật nói rằng cái người mà trên thế gian này mà không bị chửi đó, này các tỳ kheo, ta không tìm thấy, ta không tìm thấy cái người nào trên thế gian này mà không bị người ta chửi. Có thử hỏi trên thế tam giới này ai mà đức độ phước báo cho bằng đức chánh đẳng chánh giác, vậy mà trời ơi nó chửi ngài, nó rủa ngài, nó ám sát ngài một cách trực tiếp gián tiếp lén lút công khai bằng đủ mọi hình thức giả mang tàn nhẫn mọi rồi vợ rỡ vô lương tâm nhất. Gì thấy không, Phật đó, Phật Nam Mô hai chữ từ bi, Phật còn lắm nản huống chi thầy chùa, khó lắm cái gì, không phải vậy. Vậy mà thích được, thỏa thích được, cảm thấy được cái vị ngọt của đời sống xuất gia thì là một điều hết sức là khó khăn, hết sức là khó khăn. Chính vì chỗ đó cho nên ngày Xá Lợi Phất thì mới nói là cái việc khó khăn thứ hai của cái đời tu á chính là thỏa thích được. Tôi tiếc là theo tôi đoán á, là có lẽ chiều nay chúng tôi được thuyết hết cũng băng, có phải vậy không đại đức? Mà nếu chúng tôi giải thích quá rộng á thì tôi e là không đủ băng như vậy, nó uổng cái chi pháp thứ pháp sao. Người tôi tiếp theo kể chính là cứ thử nhé. Thì trong kinh giải thích rộng như thế này, thế nào là cái sự thỏa thích trong đời sống xuất gia, thì cái thỏa thích đó chia ra làm ba: thích trong pháp học, trong pháp hành và trong pháp hành. Này, nếu chúng ta chưa chứng được cái gì hết và chúng ta cũng chưa có bắt đầu một cái đời sống tu tập thiền định, thì trước hết ít nhất chúng ta phải trang bị cho mình một cái lòng hiếu học thật là vững chắc, thật là mạnh mẽ. Chúng ta nên nhớ chúng ta còn nhiều cái học, bởi vì chúng ta có quá nhiều cái dốt, quá nhiều cái dốt. Mỗi một cái kiến thức ấy, nó giảm đi một cái dốt, và mỗi một kiến thức ấy, nó đem lại cho mình rất nhiều cái niềm vui. Và để thỏa thích được cái đời sống xuất gia đó, thì chúng ta đành phải chấp nhận, phải tuân thủ và phải ghi nhớ ba cái bổn phận ở ba cái pháp ở trong cái lời dạy của Đức Phật, đó là pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp thành á là cái hệ quả của pháp hành một cách trực tiếp và là hệ quả gián tiếp của pháp học. Thì trong kinh nói cái bọn người xuất gia có hai bổn phận. Bổn phận thứ nhất gọi là ganh tha thu đắc, tức là phải ghi nhớ học hỏi lắng nghe chánh pháp càng nhiều càng tốt. Rồi cái bổn phận thứ hai đó là cái bổn phận quý bát thana thu đắc, là phải tu tập thiền quán, phải tu tập thiền quán. Cái vấn đề nó quan trọng thế này, có một số người á vì sở thích cũng có, hoặc là vì cái hoàn cảnh bản thân cũng có, họ nói rằng tu mà không có bằng cấp á, tu hành mà không, ông sư mà không có bằng cấp á, không có giá trị. Tôi chỉ nghe ông nào có bằng cấp, ông nào tiến chỉ cử nhân tôi mới nghe, còn không có tôi không nghe. Và ông nào biết nhiều ngoại ngữ thì ông đó cũng tin đáng tin cậy, còn tu hành mà biết ngoại ngữ tôi không tin. Mà ngược lại có một số người họ chủ trương khác, họ nói người ta làm ăn ở ngoài đời cực khổ nuôi mình là để mình tu hành, để mà trao dồi giới định tuệ, chứ không phải người ta nuôi mình để cho mình đi học ba cái toán lý hóa văn sử địa ngoại ngữ. Cái câu nói có đúng không quý vị? Đúng đó, không có sai.
quý vị hãy tưởng tượng đi, nếu mà quý vị nuôi cơm cho một cái ông sư, rồi suốt ngày cứ thấy ông cứ ngồi ông cứ lo ba cái phương trình bậc nhất bậc hai, rồi tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Nhật tiếng Tàu tiếng Mỹ vân vân, rồi cái hình ảnh thứ hai là mình nuôi cơm ổng, mình đi cực khổ bán bán buôn chắc móc từng đồng, mà mỗi lần mình vô gặp ông đang ngồi cắm cúi bên cái trang kinh, và ông đang nhắm mắt ông liêm nghiêm ngồi thiền, hoặc là ông đang đọc một quyển sách gì đó, thì hai hình ảnh quý vị thích hình ảnh nào? Thì chắc chắn là mình thấy mình thích nuôi cái người tu hơn. Nhưng mà đạo Phật là trung đạo, hai nhận xét trên thì nhận xét nào cũng đúng. Tuy nhiên nếu chúng ta đứng lệch về một phía nào đó, như là vậy là chúng ta không phải là trung đạo, mà chúng ta phải là đi theo con đường trung dung, tức là chấp nhận cái hay của cả hai ý kiến, cả hai nhận xét đó. Chúng ta vẫn phải học, nhưng không bỏ rơi cái gánh nặng tu hành của mình. Tuy là pháp học, nhưng mà chắc cho cùng mà hành nó khác với học mà không hành. Quý vị nghe kịp không? Đối với Phật Pháp á, chúng ta nên học như là học cái môn hướng nghiệp á, chứ đừng có học Phật Pháp như là học cái môn đại số. Tôi nói đây quý vị nghe kịp không? Cái môn hướng nghiệp á, người ta hướng dẫn cho mình đến đâu thì lý thuyết đến đâu thì thực hành đến đó. Thầy được biết là ngày xưa chứ còn bây giờ thì không biết làm sao. Còn có môn đại số á, là một cái môn thuần lý thuyết, và phải nói là gần như bỏ cái ghế nhà trường rồi không mấy khi chúng ta đụng đến nó nữa. Bởi vì phải nói là trừ ra bên nước ngoài, chứ còn ở cái xã hội Việt Nam mình á, thì cộng trừ nhân chia, rồi tính hơi nhanh nhanh chút nha, cán hơi nhanh nhanh chút, rồi mà nếu mà tính rợ được càng tốt, rồi chữ nghĩa thì cũng biết giùm hai mấy mẫu tự thì thôi xong rồi đúng không gì, xong rồi tức là đụng chuyện cũng ghi chép bao nhiêu ký, rồi tên ai họ ai, mèo gấu chim bưởi chuột cá móng gì đó ghi hết vô, thì đồ đại khái thì chừng đó kiến thức là đủ rồi. Tuy nhiên đối với người xuất gia thì kiến thức nó càng nhiều á, thì cái pháp học mà cái pháp học càng rộng á, thì cái pháp hành nó càng tiến. Nhưng mà nếu mà chỉ thuần tí mà chấp như vậy đó, thì chúng ta sẽ trả lời ra sao khi mà có những vị thời Đức Phật ở ngoài đời là tiện dân, không có được học hành gì hết trơn, đi vào Phật giáo mới có xuất gia trong một ngày một buổi chứng A-la-hán, lục thông tam minh tứ tuệ phân tích, và có những vị họ bỏ ra cả đời để họ học tâm tạng, mặc dù trước đó họ chưa hề biết chữ. Cái hiện tượng đó thời Đức Phật không có hiếm, không có hiếm đâu. Cái quan trọng trong Phật giáo này là tấm lòng. Còn cái vấn đề thành quả thì Đức Phật không có ra một quy định nhất định, một quy định chắc chắn nào hết. Bởi vì sao? Tùy cái cơ duyên của mỗi chúng sinh mà cái thành quả đạt được mỗi người nó có khác nhau. Tuy nhiên cái điều quan trọng ở trong cái giáo pháp này chính là cái tấm lòng của quý vị. Tôi nhớ nhà văn Tây Nam có câu chuyện, chúng tôi không nhớ cái tựa, nhưng tôi chỉ còn nhớ cái nội dung đại khái, là ở một cái miền sông nước thôn quê, nó có một cái bà già đó, bà có một cái nghề duy nhất thôi, chữ nghĩa không bao nhiêu, nhưng bà có một cái nghề mà đủ sống qua ngày, đó là cái nghề luộc thịt heo bỏ mối. Mọi người biết không, thịt của bà luộc cả xóm không ai luộc bằng, tức là cái lỗ tai bà luộc nó ra cái lỗ tai, rồi lòng nó thì bà luộc theo lòng, mà gân á thì bả luộc theo gân, mà nạc á thì bả luộc theo nạc, mà mỡ thì bả luộc theo mỡ. Nói chung là kêu là dì bảy luộc thịt á, đó. Đó dì bảy nó thịt luộc á, ai cũng biết. Mà cái nghề luộc thịt của bả đó, quý vị nghe nó tầm thường chứ, mà không ai làm được hết. Có nhiều lần mới chỉ tận tình à, đối với gân thì bỏ muối bao nhiêu, nước bao nhiêu, lửa canh nó già ra sao, non ra sao, mà người ta làm cũng được. Thì có một cái đêm đó, có 5-7 cô gái vây quanh bà Bảy thịt luộc đó để nói chuyện, trong lúc học làm học trò của bà. Thì mới hỏi bà là: thưa bà, sao mà bà độc thân? Theo tụi cháu thấy thì chắc hồi trẻ bà cũng có nét lắm, có nét lắm, chứ không đến nỗi. Tại sao cho đến bây giờ bà vẫn độc thân? Cái dì Bảy thịt luộc á, bà bỏng bẻm ngay cầu, bà nhìn ánh lửa luộc thịt, bà mới nhổ toẹt cái bà cười buồn. Bà nói, bà đưa mắt nhìn vào bóng đêm, bà giống như nó ôm là dĩ vãng. Bà nói,
cách đây 40 năm về trước, ở trên cái dòng sông này nè, nó có một cô gái đưa đò. Mà lúc đó người ta không có kêu là bà Bảy thịt luộc như bây giờ đó mấy cháu, mà ở đó là lúc đó người ta kêu là cô Bảy hò. Cô Bảy hò. Cái cô người con gái đó hò rất hay, có một giọng hò thật là buồn, và cô ta thật lanh trí. Bất cứ một câu cái câu đối đố nào ra thì cô có điều đối lại được hết. Cô vừa lanh trí, giọng hò hay, buồn, dài, khó ai bắt chước được cô. Và cái nghề đối đáp của cô thì chưa hề có đối thủ. Thế rồi một buổi đêm đó, đêm trăng, khi mà đang đưa khách sang sông thì cô nghe từ xa văng vẳng tiếng đò. Mà dân trong nghề thì cô đánh giá đây là cách mà xuống chè của cái giọng hò, cách lên cách xuống. Thì cái cổ biết là đấy là dân từ trong cái nghề hò chứ không phải giỡn. Cho nên vì cái lòng tò mò mà lúc đó cổ cũng vắng khách, cho nên cổ mới dừng chèo. Cô dừng chèo lại, cô chờ cho cái chiếc thuyền đi ngang, để cô được xem tận mặt cái người hò đó là ai. Mặc dù cổ đã xác định được là cái người hò đó chính là một là cái giọng nam, thì đúng như cổ đã đoán thì cái người đang hò đó chính là một chàng trai còn trẻ tuổi, trang lứa với cổ. Và lần đầu tiên trong cuộc đời cổ khâm phục một người mà vừa lanh trí mà cái giọng hò hay tuyệt vời, cách lên xuống không thể nào che vào đâu được hết. Thì lúc đó, sau khi đó cổ đấu đáp qua lại, cổ mới thấy rằng là cổ thua, và cổ mới xin ảnh một vài bài để mà cổ học thuộc lòng, bỏ bụng. Thì ảnh mới cười, ảnh nói: tôi đang bận, tôi phải đi trong đêm để đến một điểm nào đó, mà thôi thì tôi xin hẹn lại. Mình là dân sông nước với nhau thì hôm nay gặp chắc là đã là có duyên rồi, thì thôi thì tôi hẹn một dịp khác. Nhưng mà trước khi tôi đi á, thì tôi chỉ có một lời khuyên này cho cô, đó là trong cái nghề nào cũng vậy, muốn cho nó hay thì chúng ta cần có một cái hành trang duy nhất thôi, đó là một tấm lòng yêu thích nó, mà mình gọi tắt là một tấm lòng. Thì bà Bảy thịt luộc, bà kể đến đó bà mới ngừng lại. Bà nói: chắc mấy cháu biết cái cô Bảy họ đó là ai rồi chứ gì, đó chính là bà bây giờ đó. Và sau cái đêm trăng đó, bà không bao giờ gặp lại cái chàng thanh niên đó nữa, và bà ở vậy và chờ đợi cho đến bây giờ. Và khi đã quá lứa rồi, bà quyết ở độc thân, và bây giờ bà không còn hát hò, không còn đưa khách sang sông như ngày nào nữa. Nhưng mà bà qua một cái nghề mới, đó là nghề thịt luộc. Mà ngày xưa đó, cái nghề hò của bà không ai bằng. Hôm nay cái nghề thịt luộc của bà trong xóm cũng không ai đương được. Lý do là bởi vì bà làm với tất cả tấm lòng mấy cháu ạ. Làm với tất cả tấm lòng. Cái việc tu hành cũng vậy, nó không phải là một ngày một buổi. Chúng ta phải biết yêu nghề. Người ta hò, người ta hát, người ta luộc thịt heo, mà ta còn cần có một tấm lòng mà hà huống gì cái việc tu hành phải không? Cái gì chuyện tu hành nếu cần mình phải nói là chuyện trăm năm đó chứ. Mà cái chuyện hôn nhân là chuyện trăm năm, mà cái chuyện tu hành thì cứ nói rằng nó là chuyện ngàn kiếp chứ không phải là chuyện trăm năm nữa. Chúng ta không phải làm dâu một họ mà là làm dâu trăm họ. Và cái chuyện tu hành không phải là chuyện trăm năm mà chuyện trăm ngàn kiếp này. Thì với chuyện đó, cái định nghĩa với chuyện đó, cái vấn đề, thì chúng ta đã hiểu được tại sao ngài sẽ là Phật trả lời là cái khó thứ hai của cuộc tu hành chính là cái sự thỏa thích, chính là thỏa thích. Tôi hy vọng rằng quý vị sau có thời pháp này trở về sẽ biết luộc thịt heo ngon hơn, khéo hơn, và sẽ có những dụng cơ hò hay hơn, và một cuộc sống tu hành tuyệt vời hơn, bởi vì chúng ta có một tấm lòng đẹp hơn, trang bị kỹ lưỡng hơn. Và cái vấn đề thứ ba, đó là cái vấn đề mà ngài sẽ là Phật trả lời, là cái bổn phận sau cái đời sống tu hành đó chính là cái sự thực hành đắp cái áo về chùa, cạo chọc lóc đi mái tóc chưa đủ, thỏa thích được đời sống đó cũng chưa đủ, mà phải thực hành được đời sống đó nữa. Cười quý vị, thực hiện trọn vẹn cái gì mà mình vẫn theo đuổi. Đừng có bao giờ mà quy định cho mình rằng đến một cái ngày nào đó, đến một cái giai đoạn nào đó, tôi sẽ hành. Sau khi tôi đã tu, tôi đã học. Mỗi vị nên nhớ, cái tuổi thọ nó không có chờ chúng ta đâu quý vị.
chúng tôi tuy phải nói còn quá nhỏ tuổi so với đại đa số thính chúng ở đây, nhưng mà phải nói rằng các quý vị nhìn cái hình như hình dạng của chúng tôi, quý vị biết không ít lần chúng tôi đã đối diện với cái chết, không ít lần quý vị. Với cái trí nhớ của chúng tôi, chuyện hồi nhỏ chúng tôi không kể, kể từ lúc xuất gia rồi đó cho đến bây giờ, chúng tôi đoán không ít, không dưới 4 bận chúng tôi đối diện với cái chết trong gang tấc, thì hầu hết những lần đó đều là bệnh. Theo tôi nhớ hình như là đều là bệnh hết. Chẳng hạn như ngày 23 Tết vừa rồi, tức là cuối năm 94, thì cái buổi sáng 23 đó, quý vị biết tích tắc thôi, với cái chứng bệnh động kinh của chúng tôi, thì phải nói rằng tích tắc một trong một giây đủ để chúng tôi qua đời rồi. Và chứ hôm nay chúng tôi không còn ngồi ở đây nữa đâu quý vị. Quý vị có biết không, khi chúng tôi bị xảy ra cái bệnh đó đó, cái bệnh đó nó tái phát đó, lúc đó chúng tôi đang vừa rời khỏi cái ghế để bước ra xe. Nếu lúc đó chúng tôi đang ngồi trên xe Honda, quý vị tưởng tượng xe Honda chạy ngoài xe lộ thì chúng tôi sẽ như thế nào hả? Chỉ cần chúng tôi bật ngược người ra sau, đập đầu xuống lộ đã là đủ chết rồi quý vị. Chứ đừng nói đến chuyện mà có chiếc xe khác nó lướt qua, chúng tôi còn cái gì nữa. Rồi nếu lúc đó, đừng có nói ngoài lộ, nếu lúc đó chúng tôi đang trên lầu xuống thì cũng đủ chết chúng tôi rồi. Bởi vì cái dốc cầu thang của chùa Kỳ Viên nó đứng thẳng luôn, thì phải nói rằng nếu hôm đó chúng tôi đang xuống lầu thì không còn gì nữa quý vị. Hoặc là khi đó chúng tôi đang giặt đồ, chỉ cần chúng tôi chúi đầu vào cái thao đồ đó, cái thao đồ có nước thì chúng tôi đã đi rồi quý vị. Và thậm chí chúng tôi đang chụm củi, chỉ cần chúi cái đầu vào lò 5 phút thôi quý vị, thì quý vị chỉ cần muối tiêu với chanh là đã xong một buổi rồi. Quý vị thấy khủng khiếp không? Mà theo cái trí nhớ chúng tôi là chúng tôi từ hồi xuất gia đến giờ có ít nhất là 3-4 bận như vậy. Nói thì chưa kể cái kỳ mà chúng tôi bị sốt năm 1987, sốt vào đúng cái ngày rằm tháng ngày Dương Y ở chùa Sư Lý Vĩnh Long mình, đúng cái đêm đó luôn, tức là cái đêm khi mà xe Chư Tăng Phật tử thành phố vừa đổ vào cổng này, cũng là lúc tôi bắt đầu nghe cái lưỡi của chúng tôi nó lạc, cái cảm giác đầu tiên của người bị sốt. Và lúc đó tôi nhờ một ông chị bạn, bây giờ tôi quên vì không nhớ vị nào, ngồi nằm bên cạnh cạo gió giùm tôi, đem tất cả sa di đều lên chính điện ngủ trải dưới đất, còn tất cả giường chổng đều nhường cho tỳ kheo, vì năm đó điều kiện chỗ ở của chùa mình không được như năm nay đâu quý vị. Thì quý vị biết là đã sốt lại nằm đất nữa, cho nên đến sáng ngày hôm sau thì các vị sư bạn thấy không ổn, đem tôi xuống cái phòng ở dưới, mà cái phòng ở xung quanh là gió mịt mù, cái góc đó bây giờ là dở rồi. Vì nếu nó còn thì chắc bây giờ nó không biết nó kêu nó một cái đống gì nữa, nó một rượu. Thì quý vị biết tôi mê man trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Và quý vị biết mê ở đây có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn không biết gì hết, không biết gì hết. Và trong thời gian đó bác sĩ nói nếu mà tôi bị chứng động kinh đó, thì trong cái thời điểm nó rất dễ bị, thế mà tôi vượt qua. Tôi mê man cả ngày như vậy, người biết. Sau đó mấy hôm mà chúng tôi còn bị sốt, mà sốt sốt cử, tức là đang bình tĩnh như thế này, đùng một cái nó vô là 40 độ liền, sốt liên tục như vậy. Thì không phải tin tê, chúng tôi đem cái chuyện bệnh hoạn tàn tật tật nguyền tàn phế của mình ra để mà kêu gọi quý vị cái gì hết. Nhưng mà chúng tôi muốn kêu gọi ở quý vị một điều là cái người mà đang nói chuyện quý vị đây, ít nhất không, dù không phải là vị thánh, nhưng cũng đã là một người từng cặp kè thần chết, từng cặp kè thần chết, đi qua đi lại trước cái nhà bán hòm mấy lần như vậy. Cho nên chúng ta nói đến đây, chúng tôi còn nhớ bên Danh Ngôn Tây Phương có một câu thế này: bằng con đường lần lửa bạn sẽ đến lâu đài không bao giờ. Quý vị hiểu với lần lửa không? Lần nữa tức là tà đó, hẹn mai, hẹn mốt, hẹn bữa kia. Thì cái hẹn qua hẹn lại nó kêu là lần nữa. Thì người ta nói rằng bằng con đường lần nữa bạn sẽ đến cái tòa lâu đài mang tên là never, không bao giờ. Cái hẹn biết là sao mà làm. Chúng tôi còn nhớ có một cái câu chuyện đùa là có một cái quán ăn đó, nó ghi thế này: ngày mai khách ăn khỏi phải trả tiền. Cái anh đó, anh ham quá, anh canh sáng sớm, anh trời mờ mờ đất, cái anh đi tới quán, anh vô quán, anh kêu nhiều cái món ăn sang trọng, anh ăn uống no say, ngựa nghiêng này nọ, đã rồi, cảnh
ngất ngưỡng đi ra khỏi cửa. Cái chủ quán nắm cổ anh kéo lại, nói anh chưa trả tiền. Cái ảnh trong cơn say mà anh vẫn còn nhớ. Anh nói ủa, anh hất hàm lên cái bảng, anh nói cái bảng nó hôm qua tôi đi ngang đây tôi thấy cái bảng nó là ngày mai khách ăn không phải trả tiền, thì tôi canh sáng anh tôi đến tôi ăn là bây giờ đòi gì nữa. Cái khách mới nói mời ông bạn đọc kỹ cái bảng nó đi, đọc bằng lời chứ đừng đọc bằng đọc nhẩm. Các ông nghe ông đọc ngày mai khách ăn không phải trả tiền, ngày mai mà bây giờ bữa nay ông đang ăn mà ông phải trả tiền chứ, ngày mai á thì ông khỏi trả tiền, nhưng bây giờ bữa nay ông đang ăn mà vậy thì ông phải trả tiền. Bữa nay ông đang ăn thì ông phải trả tiền cho tôi. Đó là tuy là một câu chuyện cười nhưng nó phải là một cái câu chuyện cười ra nước mắt đó quý vị. Thì đó bài học quá lớn cho chúng ta. Nếu chúng ta cứ hẹn ngày mai thì thật tình nó thật quý vị không biết một ngày mai là bao giờ. Chúng tôi có hai cái giai thoại mà chúng tôi còn nhớ ở trong kinh á, là Chúa Atula tên là Baharada, ông nghe địa cầu rung động thế này, ông nghe địa cầu rung động thế này, ông mới quan sát ông coi cái nhân duyên gì mà địa cầu rung động là thế giới lắc lư và hào quang chiếu sáng khắp mười phương như vậy. Thì ông mới hỏi chư thiên mới nói rằng Bồ Tát Chỉ Đạt Ta vừa thành Phật ở rừng Uruvela. Hàng triệu tỷ năm nó có một ông Phật như vậy, cho nên cái hiện tượng này nó làm chấn động mười phương thế giới. Cái ông mới nghĩ trời ơi, gặp được cái ông nó chắc cũng xứng đáng lắm, thôi thì ngày mai mình xuống. Ngày mai mình xuống nào, ông mới đắc quả để cho ông nghỉ mệt, ông mới đấu với Mai Dương xong cho ông nghỉ mệt để mai mình xuống. Có gì có biết ngày mai ông là hồi nào không? Tới hồi mà ông nhớ ra được á là 12 năm. Tại vì á một ngày một đêm ở trên cõi trời á, cõi trời tứ đại thiên vương á là nó bằng 50 năm mình dưới đây nghe. Rồi một ngày một đêm mà của chư thiên đạo lợi thì bằng 100 năm của mình dưới đây. Mà Chúa Atula tôi nằm ở dưới đáy núi Tu Di, tức là nằm thấp hơn cõi tứ đại thiên vương, nhưng mà cái tuổi thọ và cái khoái lạc mà ổng của các vị Atula thiên hưởng thì đã tương đương với chư thiên đạo lợi. Cho nên là mà cũng may là cái ngày mai ổng mà chắc tôi theo tôi đoán chừng là ổng suy nghĩ nhằm lúc trời gần sáng này sao á. Cho nên là nó mới 12 năm mà có gì. Tức là khi Đức Thế Tôn được 12 hạ rồi đó thì ổng xuống hội đạo. Đức Phật mới thọ ký là về sau ngươi sẽ thành vị chánh đẳng giác. Đại khái. Cái gì thấy không? Rồi trong cái đêm cuối cùng mà Đức Thế Tôn sắp đi bàn lúc gần sáng, chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà. Mà trong kinh nói một thế giới không phải là một cái địa cầu này đâu. Cái chữ thế giới trong kinh xài là 31 cõi đó quý vị, tức là một cái vũ trụ, một cái thái dương hệ đó, một cái thái dương hệ thì gọi là một thế giới. Thì chỉ mà 10 muôn triệu thế giới như vậy đi đến hầu Phật. Lúc đó trong kinh nói trong 12 cái do từng vuông chư thiên đứng xen với nhau khích rực, đến mức mà Đức Phật nói rằng này anh em, hiện nay chung quanh Như Lai không có một lỗ trống nào nhỏ như đầu cây kim mà không có chư thiên. Mà lý do tại sao mấy giả về đông quá vậy, là bởi vì hồi cái lần mà nghe rung động đầu tiên á thì nó giả quán nó thấy rằng ngày mới giáng sanh. Nghe rung động chập nữa nó giả quán nó thấy rằng lúc ngày mới đản sanh lọt lòng mẹ. Nghe rung động chập nữa giả quán là thấy ở lúc ngày đang thành đạo. Cái giả cũng thấy khỏe vì ông ngài mới 35 tuổi, quá trẻ quá khỏe còn lâu mà mình cứ hưởng cái đà đó. Nghe rung động chập nữa là ngày chuyển hấp lưng. Cái giả thôi thôi nhân loại tuổi thọ ít lắm thôi mình tranh thủ mình xuống cho ngày chết thiệt tình. Trước cái ngày ngày niết bàn á 3 tháng Ma Vương xuống thỉnh ngày viên tịch, ngài vừa hứa xong nó này Ma Vương hãy yên tâm đi, 3 tháng nữa Đức Như Lai sẽ hoàn toàn viên tịch. Khi Đức Tôn chấm dứt câu nói xong thì 1000 thế giới rung động. Lúc đó chư thiên mới tá quả là thôi rồi, ôi thôi rồi nồi sôi. chưa kịp gì hết, ổng hứa mất tiêu rồi. Thế là quý vị biết thu dọn hành lý xong xuôi xuống đường tới nơi là ngay cái đêm cuối cùng đó quý vị. Vali rồi đồng hồ dài dép rồi xuống đường tới chỗ là đêm cuối cùng của đời ngài. Mà theo tôi đoán ông lầm là chắc cũng còn sót lại mớ, còn đang xe lôi xe lam xe kéo gì đi chưa tới xuống kịp, chưa xuống kịp quý vị. Vì thấy không?
Và tôi tin chắc là chắc mình cũng nằm trong cái, nếu mà hôm đó mình có mặt chắc cũng nằm trong cái số mà kẹt thằng Thà đó. Cho nên nay còn ngồi giận giận đây nè, nghe pháp hiểu ba mớ, nhớ ba mớ, về hành ba mớ, đại khái như vậy. Chứ nếu đêm nó mà đắc quả hôm nay khỏe rồi, đâu có ngồi đây nghe chúng mới chửi như vậy. Ừ. Mà tại vì cái đêm nó chắc tới trễ. Ừ. Ngồi sao à, khi mà xá lại gom lại á, lúc mà về Phật pháp được 5.000 năm á, chúng ta còn nghe chập nữa, mà không biết lúc mình ở đâu, có phải về lại tra từ điển lại. Cho nên cái vấn đề mà người Tây Phương họ nói, bằng cái con đường lần nữa chúng ta sẽ đến cái lâu tòa lâu đài không bao giờ là như vậy đó. Quý vị thấy không? Cái hẹn miết. Mà cái đám chư thiên mà cuối cùng á, tôi nghĩ là chắc mẫu pha đêm bằng phi cơ tốc hành quá. Vì trong cái đêm đó Đức Thế Tôn ngày trong kinh nói suốt nguyên cái đầu hôm ngày là ngày giáo huấn Di Tăng, toàn bộ những gì thống thiết nhất, cần thiết nhất ngài nói hết cho chư Tăng. Và tôi còn không bao giờ tôi quên được cái câu nói cuối cùng của ngài: này các vị kheo, hãy nhớ rằng tất cả những gì một bậc đạo sư vì cái lòng thương tưởng mà thực hành đối với đệ tử, tất cả những điều đó như đây đã thực hành cho tất cả các ngươi rồi, các ngươi còn chờ đợi gì ở Như Lai nữa? Này các tỳ kheo, đây là những ngôi nhà vắng, những gốc cây, những khu rừng, hãy thiền định để chớ có hối tiếc về sau. Vì nghe câu nổi da gà, ông già 80 tuổi khuyên học trò như vậy. Rồi lúc anh em hỏi Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn còn cái gì để dạy dỗ chúng con nữa hay không? Lúc đó Đức Phật nói rằng: này A Nan, đối với các đệ tử, Như Lai là một vị thầy có bàn tay mở rộng chứ không phải là một vị thầy giấu nghề. Các ngươi còn chờ đợi, còn hy vọng gì ở Như Lai nữa? Những gì thật sự là cần thiết Như Lai đã trao truyền hết cho các ngươi rồi. Và này A Nan, chớ có nghĩ rằng sau khi Như Lai viên tịch, thầy đò huynh đệ của các ngươi không có vị hướng dẫn. Mà hãy nhớ rằng những pháp luật nào mà ta đã ban hành, đã chế định, đã thuyết giảng, những pháp luật đó sẽ tiếp tục làm đạo sư của các ngươi thay mặt ta. Đó là tất cả những gì mà Đức Thế Tôn nói sau cùng trước khi ngài thật sự tắt thở. Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta tu thiền chỉ, chúng ta tu thiền quán, hay là chúng ta giữ giới, cái pháp môn nào cũng được cả. Tuy nhiên đừng bao giờ hò hẹn quý vị. Cái chuyện tình cảm nam nữ hẹn được, cái chuyện tu hành hẹn cũng được, chuyện tu hành hẹn cũng được. Bởi vì phải nói rằng cái chết nó đến với chúng ta quá dễ. Tình yêu á, kể cả người sức môi què hoặc nhưng mà hy vọng còn kiếm được tình yêu. Bởi vì người què có thể yêu người què, người chột có thể yêu người chột, nhưng mà thần chết thì không. Cái chết nó đến chúng ta không có hò hẹn. Cho nên tình yêu hò hẹn được, nhưng cái chết nếu chịu đối với chuyện tu hành mình không hò hẹn được. Bởi vì thần chết nó với chúng ta không có hò hẹn. Mà ông ta là một vị khách không mời mà đến, không cần tiễn cũng đi, mà không mời cũng đến. Cho nên cái vấn đề thứ ba mà ngài Sa La Phất nói là một vấn đề hết sức là cấp thiết mà cũng hết sức là khó khăn cho cái đời sống xuất gia, đó là chuyện thực hành chánh pháp. Và cái vấn đề sau cùng theo chúng tôi nghĩ thì cũng không có đến nỗi quan trọng lắm, nhưng mà chúng ta cần phải nghe, là khi ông Du Chỉ hỏi rằng: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, sau khi đã xuất gia rồi, đã thỏa thích với đời sống xuất gia rồi, đã thực hành rồi, thì cái chuyện mà chứng đắc đó, nó có khó khăn lắm hay không, có mất nhiều thời gian lắm hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng: này hiền giả, nếu tu đúng thì sẽ không mất thời gian bao lâu. Đó là trong Tăng Diệu Bộ Kinh nhé. Chúng tôi trở lại, chúng tôi sẽ dắt quý vị đi qua bên Trường Bộ Kinh. Trong cái bài mà Đại Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng: này A Nan, nếu một người tu đúng cái pháp môn này, pháp môn mà thân thọ tâm pháp này nè, thì vị ấy tối đa là 7 năm cũng sẽ chứng đắc đạo quả. Quý vị không tin hãy về dở trong quyển Trường Bộ Kinh ngày Minh Châu coi có vậy không? Quý vị là biết bản Anh, một biết đọc được bản Pali, hãy mở tra cứu có phải như Phật đã dạy như vậy không? Chính Đức Phật đã dạy như vậy. Nếu tu đúng pháp môn tứ niệm xứ, chữ đúng đó mình phải viết bằng mực đỏ, viết chữ in và gạch dưới đúng, thì tối đa là 7 năm phải đắc thôi. Thì trong chú giải mới nói thế này: không có cơ duyên đừng hòng tu đúng. Mà nếu tu sai thì không phải 7 năm đâu, mà 70 năm, 700 năm, 7.000 năm, 7 triệu năm, 7 tỷ năm, 7 đại kiếp cũng không có đắc. Nhưng mà vì anh có cơ duyên đắc quả cho nên anh mới tu đúng. Mà nếu mà anh tu đúng rồi thì phải nói là trong tối đa là 7 năm phải đắc, và tối thiểu là 7 ngày. Và có vị nhanh hơn nữa, mà trong đó thì ngày nếu 7 ngày. Mà thật ra thì cái pháp môn tứ niệm xứ có nhiều vị họ có duyên, khi họ đang giảng cho người ta là họ đắc luôn trong lúc họ đang giảng. Hoặc là người ta mới vừa nghe thì người ta đã đắc rồi. Và có nhiều vị không phải nghe pháp thiền mà nghe pháp học á, mà nghe người ta cũng đắc nữa. Như là ngày Sa Phất thì nghe cái câu mà: các pháp sinh lên đều có nhân,
có duyên, rồi khi diệt cũng diệt cũng vậy. Và Đức Như Lai đã nói rõ điều đó rồi. Thì ngài Sa Phất nghe xong, từ cái câu đơn giản như vậy, ngài suy ra được cái lý tứ đế khổ tập diệt đạo. Bởi vì khổ tập là một cặp nhân quả, diệt đạo là một cặp nhân quả nữa, khiếp như vậy đó. Cho nên cái trí tuệ mà chứng đắc, nếu mà tu đúng đường, họ tu trong vòng nháy mắt thôi. Bởi cho nên là bên Bảo Tông họ mới nói đùa, bên Thiền Tông họ đùa, là họ nói chúng sanh nào cũng có thể là Phật. Mình phải khéo hiểu câu đó. Và cái gì cũng là pháp, thì cái câu đó chúng ta cũng cần phải khéo. Khéo là sao? Một cái hoa cũng có thể là một cái đề tài để chúng ta đắc quả được mà, phải không? Phải không? Rồi một cái lá cũng có thể là một đề tài để cho chúng ta tu thiền được mà. Rồi một con sâu, một con bướm, một con ong, một con kiến, một con cá, một con ruồi, một con gián, tất cả những con đều là những hình ảnh để cho chúng ta bị kinh cảm về cái đường sanh tử luân hồi hết, quý vị. Cho nên Bắc Tông họ mới nói tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Có phải chúng ta cũng khéo, nên khéo hiểu. Và tất cả các sự vật xung quanh mình đều cũng có thể là pháp. Chính vì chỗ này cho nên ở bên Bắc Tông họ mới có cái chủ trương là lại lúc mà xá lại tứ phương bốn hướng là ngụ ý là để lại thập phương Bồ Tát, thập phương chư Phật. Và người ta giải thích rằng cái bằng ta mà chấp lại thế này, khi mà mình lễ bái nó mang ý nghĩa là một cái nụ hoa sen. Và khi mà phải nói người Ấn Độ là một, người Thái Lan, rồi người Lào, người Campuchia, mà Campuchia mình nước Campuchia chứ còn mình Việt Nam thì chắc có lẽ không thấy. Thì họ gặp người khác họ hay chào thế này. Và quý vị biết cái hãng hàng không Thái Lan á, là nó có biểu tượng là một cô tiếp viên hàng không rất đẹp, cô đứng chắp tay, cô chào du khách xuống phi trường. Những thứ Phật giáo nó hay như vậy. Và sau này nước Nhật á, những cái trường thiền á, họ cũng bắt chước cái đó, họ chào nhau bằng cách là họ chắp tay. Và cái chắp tay nó ngụ ý đó là một cái hoa sen để cúng dường cho cái người trước mặt mình, bởi vì tất cả chúng sanh đều có thể là Phật hết. Rồi họ mới nhắc lại cái câu trong kinh là Như Lai là Phật đã thành và tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Nè, vấn đề là chỗ đó. Cho nên thầy pháp đến đây cũng vừa thích hợp, theo tôi biết cũng bằng có lẽ cũng vừa hết. Thì trước khi dứt lời, xin thành tâm kính dâng quả phước này đến chư tăng chùa, như là đại đức trụ trì, cùng tất cả cũng xin hồi hướng đến tất cả tu nữ cư sĩ và tất cả chúng sanh, những đại đức đại đức thích và tứ đại thiên vương, cũng như các vị chư thiên đại thần lực hoàn đại hỏa lực hộ trì Phật pháp xưa nay. Xin cho tất cả luôn luôn được vạn sự như ý, bồ đề tâm tăng trưởng,